đến chèo vào nhà nhá. Hôm nay là Nguyễn Huấn đi thăm đồng bò. Hôm nay cả phái đoàn này, mấy anh chị em từ Sài Gòn đi từ Hoàng Thành ra. Đây là phái đoàn, có phái đoàn nữa là cùng đi chung thuyền với Nguyễn Huấn. Đây là chị, bà chị lớn nhất của Nguyễn Huấn đây. Đây là bà chị thứ hai. Thứ ba. Từ Sài Gòn là chị, bà chị thứ ba. Đây là anh Nguyễn Huấn ở trên Nguyễn Huấn. Đấy, bây giờ bắt đầu cả nhà tới đảo cò đây. Cò bắt đầu đã đang lác đác về rồi đây này. Đấy, cò đây đầu trắng xóa trên trên cây trên đảo rồi. Cái xưa vậy cái con này ấy nó bán có 50.000. Dạ, đấy cỏ đấy, cỏ mày đấy. Hai đảo luôn. Cỏ đều đó. Quá nhiều cò luôn, sống động quá. Ôi trắng xóa cái đảo kia trắng xóa. Trời ơi. Trời đã chuẩn bị đi về tối đây cò nó mới về. Thế là ánh sáng không được kẹp lắm bởi vì cò ra phải tầm bắt đầu là chuẩn bị tối thì nó mới về. Nên mọi người thông cảm là ánh sáng là nó phải là chỉ được thế thôi. Đấy, cò đang kêu đấy, trời ơi, bắt đầu rồi là chúng đang về đấy. Úi giời. Bắt đầu mới đang tụ tập để về nhà nhà mình. Đây là cái này, cái đảo này là cò là tối lên là tất cả là toàn bộ cò là dồn về đây ngủ. Đây là thuộc về đảo cò thuộc về xã Chi Lam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Đấy, tiếng cò kêu đấy, đây này, đi sát ở đây này. Nhà Nguyễn Huấn chỉ cách đảo cò có 3 cây rưỡi thôi, nhưng mà cũng thỉnh thoảng mới đi được thôi. Hôm nay đi thì mấy bà chị ở xa về nghỉ ngày lễ 30/4 thì kết hợp để đi thăm đảo cò luôn. Đây là cảnh trước là vỡ đê sông Luồng từ lâu lắm rồi, là nó vỡ đê nó hình thành cái xoáy cái đảo cái hồ này, cái dòng nước xoáy nó tạo nên cái khu vực này là thành là nó tạo nên một cái hồ. Giờ là mở rộng lắm, giờ nó còn miền nguyên cái trước đây là nó không mở rộng nữa. Đẹp quá. Đây là phong cảnh xung quanh hồ đây. Đấy, tiếng cò đang kêu đấy. Đấy, dây để đâu đổ đây này. Khi về tối hẳn thì dây đặc luôn. Đấy, cò vẫn đang bay về.
tuyệt vời quá. Bây giờ chỉ ánh sáng thì được lúc này thôi, chút nữa là tối là không được ạ. Tối là không quay thì không nhìn được nữa. Đấy, thì cả một đoàn nó tụ về đó, tụ với nhau nó bay về mới thích hơn. Cò đi ăn đêm mà mày nhỉ, đi nó đi ăn đi nhỉ. Nó đổ ở đây, cò nó không, nó con vạc mới đi ăn đêm. Cò là con vạc mới đi ăn đêm. Nhưng mà nó người ta cái câu hát đấy thì vạc mới ăn đi. Cò đi ăn đêm đâu phải đêm. Động cả dưới chân che này này, đây cái con cò đây một con mình đỗ này đang đi tìm này. Đây một con đứng dưới cái cây này này, rồi khoảng độ 10 phút nữa thì nó về đây là úi giời ơi này. Mình xem cái bộ phim này, Bến Cò Sông Vạc này, nó quay ở đây này. Alo, mẹ. Thế Phượng đưa máy cho ông nghe, ông vừa gọi cho bà gọi lại đến 3 lần không thấy nghe. Mình biết có sạch cái nước tắm. Sạch mà. Ông gọi mẹ chưa kịp dở ra, ông đã tắt đi, bây giờ gọi lại cho ông 3 lần thì chả thấy ông nghe. Tính sinh nhật là tắt ngay bản quyền đúng không ạ? Tính sinh nhật là bản quyền đấy. Sao? Tính sinh nhật là bản quyền vào chỗ có tắt video mình đi.